Quý khán giả thân mến, về miền Tây dạo quanh một vòng thôi là có thể thu hoạch được các loại nguyên liệu ngoài sông, ngoài vườn để làm nên một bữa cơm thật là thơm ngon hấp dẫn. Và Thùy An đang đi ven con đường làng để thu hoạch một ít nguyên liệu cho bữa cơm ngày hôm nay. Ai ở miền Tây thì thoạt nhìn cũng sẽ biết là Thùy An đang thu hoạch loại rau gì rồi đúng không ạ? Đây là rau bình bát, một loại rau dại mát lành, bổ dưỡng được sử dụng nhiều trong ẩm thực. Và trong chương trình Bếp Việt ngày hôm nay, Thùy An mời quý khán giả cùng với Thùy An thực hiện một số món ăn từ rau bình bát nha. Bình bát có hai loại, một loại bình bát thân gỗ thường được trồng ở các bờ đê chống xói mòn, có trái to tròn trông giống như trái mãng cầu ta. Loại này chỉ lấy trái chín dầm đường đá để ăn. Một loại còn lại là bình bát dây, loại này còn có các tên gọi khác như mảnh bát, dưa dại. Đây là một loại thân leo thuộc họ bầu bí, thân mảnh là vị thuốc quý trong đông y. Riêng phần lá non và đọt được sử dụng trong ẩm thực. Có thể dễ dàng nhận biết được bình bát dây qua các đặc điểm như lá mọc so le hình trái tim, qua màu trắng có 5 cánh. Trái bình bát lúc còn non có màu xanh, to bằng ngón tay trông giống như dưa leo, vị đắng. Lúc chín chuyển sang màu đỏ rực, ăn có vị chua, ngọt, mềm, mọng nước. Người miền Tây chẳng xa lạ gì với loại rau dại này, họ thường hái về dùng để làm thuốc. Còn những phần đọt và lá non có thể dùng để chế biến nên những món ăn thơm bổ dân dã. Mỗi khi mùa nước nổi về, sông nước miền Tây ngập tràn một thứ lộc trời quý giá, đó là cá đồng. Đây là thời điểm người dân mong chờ nhất. Khi nước từ thượng nguồn đổ về, những loài cá như cá lóc, cá rô, cá linh, cá sặc, vân vân theo dòng nước len lỏi khắp nơi, tạo nên một bức tranh sống động và trù phú. Chẳng phải đi đâu xa, chỉ cần mang theo chiếc vợt hay cái rổ, ra sông ra đồng là có thể thu hoạch được cả mớ cá tươi. Với những món ăn từ rau bình bát, nấu cùng cá đồng là một sự kết hợp thanh mát và đầy bổ dưỡng. Và bình bát cũng không kén đồ nấu, tùy vào khẩu vị mà có thể nấu cùng cá lóc, cá rô, cá trê, thịt bò hay thịt heo gì cũng ngon. Quý khán giả thân mến, rau bình bát thì có thể nấu được rất là nhiều món như là món canh nè, món xào nè, món luộc hay là dùng để nhúng lẩu cũng rất là ngon. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là bà Quỳnh Thị Liễu sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện những món ăn từ rau bình bát. Dạ em chào chị Liễu. Chị chào em. Dạ thì ngày hôm nay mình thực hiện những món ăn từ rau bình bát nè, thì mình sẽ có những cái món nào và chế biến như sao hả chị Liễu? Rau bình bát này thì nó thuộc dạng ở quê mình thì nó mọc dại. Cho nên là thường hồi đó mẹ chị hay nấu lẩu cua đồng thì chị sẽ ra hái cái lá này vô và mình hòa quyện với mấy cái rau như là những cái rau người ta gọi là rau tập tàng á, cái này cái kia rồi đó, mình hái thì mình bỏ nó vô ăn chung nó rất là ngon. Mà thậm chí ăn riêng nó cũng ngon, nấu với cá lóc một món là rau bình bát và nấu với cá lóc nấu canh á. Canh mỹ dạng canh ngọt mình nêm bình thường ấy đó chứ không phải canh chua thì ăn cũng rất ngon. Rồi mình có thể mình luộc nó và mình chấm với cá lóc kho nè và cá kho khác cũng được. Rồi mình xào với tép gông rồi đó, nói chung là xào với thịt tép cái gì cũng ngon hết. Ngày chay mình ăn tương, mình chấm nước tương cũng ngon. Và ngày hôm nay thì cái món đầu tiên của mình sẽ là cái món canh rau bình bát. Thì mình sẽ nấu với lại cái gì và cái cách nấu như thế nào hả chị? Cái canh rau bình bát thì mình nấu với cái lóc đi. Cái lóc mình sơ chế sạch thì mình bắt nước cho nó sôi lên. Thì khi nước sôi mình nó vừa sôi mình thả cái lóc vô cho nó chín. Rồi khi cá nó chín xong thì mình vớt cá ra một cái tô hay cái dĩa gì đó để đi, rồi mình nêm nếm nước, mình thả cái rau này vô, mình thả cá ngược trở lại cho nó nóng để nó đừng có bị bả cái cá nó ra. Để cho bữa cơm mình nó đầy đủ cái món ăn hơn á, thì chị có chừa một ít cá lóc chị sắc nhỏ nè, ha, để mình kho tộ, để mình ăn kèm với món canh.
Dạ. Để cho nó phong phú thì món ăn. Vậy là bữa cơm bữa nay rất là hấp dẫn nè, mà còn dân dã nữa. Thôi giờ hai chị em mình làm ha. Dạ. Bây giờ cá mình kho tộn thì trước tiên mình bỏ nó vô đây đi ha. Dạ. Rồi xong thì mình sẽ dùng cái nguyên liệu là nước màu. Dạ. Kinh cho chị chút nước màu đi. Cỡ mấy muỗng nước màu? Ít ít thôi, tại vì cái này có một con cá nóc thôi. Ít ít là nhiều nó sẽ bị đậm cá quá, nó cũng nhìn con cá nó mất ngon. Dạ. Rồi ok. Xong thì mình sẽ cho cái nguyên liệu thì cho nó bớt tanh cái cá đó. Dạ. Thì mình sẽ dùng ở đây thì chỉ có cái này, trong đây là có ít tỏi, ít hành tím, ít hành lá và gốc hành. Mình đâm hòa quyện với nhau để mình lấy một ít mình ướp vô đây. Dạ. Cho nó bớt cái mùi cá, mùi tanh của cá. Thông thường thì cá đồng của mình sẽ có một cái mùi vị đặc trưng, nên là khi mà mình chế biến mình kho thì mình sẽ sử dụng cái hỗn hợp này để mà nó khử mùi đó. Đúng hả rồi. Chị? Nó vừa khử mùi mà nó vừa dậy cái mùi thơm của cái gia vị này lên, nó cũng rất là ngon. Dạ. Tiếp theo là nguyên liệu gì? Xong thì mình cho vô chút đường. Này giờ cưng thêm đi chị chút đi, chị thì thích ngọt ngọt mặn mặn. Dạ. Thêm một muỗng nhỏ nữa ha. Ok. Rồi xong mình cho ít hạt nêm và ít bột ngọt. Rồi. Bột ngọt ít hơn hạt nêm chút. Rồi xong thì mình trộn đều lên, cái cưng cho vô ít nước mắm. Mình ướp trong vòng khoảng bao lâu là để được? Để chừng có khoảng 5-10 phút là được rồi em. Rồi. Xong mình ướp tiếp đi rồi mình cho nó thấm, rồi cái mình bắt lên mình kho. Dạ. Mình kho thì mình gia giảm cái độ mặn ngọt, thì mình thích sao thì mình cứ nêm theo ý của mình. Dạ. Rồi xong món này giờ chị em mình quay qua nhóm lửa để mình nấu canh đi ha. Dạ. Bởi có tính mát và vị ngọt, vì vậy trâu đông y bình bát dây là một loại dược liệu quý, nổi tiếng với tác dụng làm mát, thanh nhiệt và giải độc. Phần củ thường được ngâm trong rượu và dùng để xoa bóp chữa các bệnh liên quan tới khớp. Thường xuyên ăn canh bình bát giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vào mùa hè nắng nóng, đây là món ăn thanh nhiệt giải quả cho cơ thể cực kỳ hiệu quả. Rồi bây giờ nước sôi ha. Đây. Nước sôi thì mình bỏ cá vô cho nó chín cá. Bây giờ mình bỏ cá, cái mình bỏ thêm chút gia vị vô đi cho nó cái gia vị nó thấm vô cá cho nó ngọt ha. Em không biết là cái canh rau bình bát này á, khi nấu canh lên thì nó sẽ có một cái vị thanh ngọt hay là nhẫn đắng hay là như thế nào hả chị? Cái lá này á, mình ăn nó không có nhẫn không đắng nha. Nó cái độ ngọt mà ngọt tự nhiên của cái rau vườn á. Ăn nó rất là ngon, nó không cũng không dai. Mình nấu nó vừa chín thì nó không có dai. Giờ chị dằn ít hạt nêm vô ha. Chút xíu bột ngọt. Thì thường á mình sẽ dằn thêm ít đường thôi, đừng có nhiều quá. Nó cái rau mà cái dạng rau vườn như rau tập tàng hay những cái lá này mình ngọt đường nó sẽ không ngon. Vậy đó là khẩu vị của chị nha. À mà em thấy cái rau bình bát này mình cũng có thể nấu canh rau tập tàng được đúng không chị? Đúng rồi, nấu chung với rau tập tàng, rau diệu, rau dền, mùng tơi rồi đó. Nó mình nấu chung với các loại rau đó thành một cái nồi canh rau tập tàng cũng rất ngon. Ở quê mà nhiều loại rau lắm. Rồi thì giờ cá chín mình vớt cá ra dĩa đi ha. Đừng cho nó đừng có bị chín quá, nó sẽ bị mất ngon cá nữa. Vớt cá ra, đó. Rồi cưng lấy một cái số lượng rau dừa thôi, cưng để vô. Mà cưng muốn cho giữ cái độ xanh của rau, cưng có thể dằn thêm một ít đường và một ít muối. Rồi nó so lên cưng lấy cái độ rau dừa thôi. Cưng bỏ vô là cưng nhúng cho nó ngập nước á. Thì cái độ xanh của nó giữ nè, cái rau màu xanh nè, thấy không? Màu rất là đẹp. Đó, nó giữ cái màu xanh của cái lá của nó, nhìn nó tươi. Nó không có bị sậm màu, nước không sôi cưng bỏ vô nó sậm màu nha. Sao chị không nấu hết mà chị chừa lại đây mớ chi vậy chị? À chị chừa cái này lại là để một hồi chị luộc.
chị luộc cho em thử, em ăn thử á, cái mình khi mà mình luộc á mình chấm nước mắm ớt rất là ngon, mà nó còn giữ được cái hương vị của cái lá bình bát của nó, mình sẽ thưởng thức được cái hương vị đặc đúng rồi lá bình bát này. À dạ, vậy là có món canh nè, món canh, xào, món xào, món luộc. Với món rau bình bát xào, bình bát được sắc nhỏ cho dễ ăn, khi xào cũng mềm và bùi hơn. Tép không cần nêm nếm quá nhiều gia vị, chỉ một chút tỏi phi thơm, ít muối và hạt nêm là đủ để tạo nên món ăn ngon miệng. Sau khi tép rong vàng, dậy mùi, cho rau bình bát vào xào chín tới. Cách này giữ được độ giòn và màu xanh, còn tép thì ngọt liệm, hơi săn lại, thấm vị thơm lừng của tỏi và hành. Những món ăn từ rau bình bát, dù là món canh, luộc hay xào, đều mang đậm hương vị dân dã mộc mạc của miền quê sông nước. Cái vị ngọt thanh mát của rau bình bát luôn gợi lên hình ảnh của những bữa cơm thấm đượm tình quê. Quý khán giả thân mến, chỉ là những loại rau mọc hoang gian bên đường làng nè, bờ rào hay là kênh rạch cũng làm nên một bữa cơm thật là thơm ngon hấp dẫn. Hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý khán giả một món ngon và hiểu thêm về văn hóa ẩm thực của miền Tây Nam Bộ. Đến đây thì chương trình Bếp Việt cũng xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.